Quý thính giả đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tầng FM 100.3 HD 2 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co Tiếp theo đây xin mời quý thính giả đến với chương trình lịch sử nhìn lại lịch sử đại nhị thế chiến phần 19 những biến động tại Đông Âu Bức tường Berlin, một phần của bức màn sắt chia đôi châu Âu, là biểu tượng đau thương nhất của sự phân chia giữa hai thế giới tư bản và cộng sản. Từ bờ phía đông của bức tường, người ta vẫn luôn luôn phải dùng bạo lực để chặn giữ quần chúng. Và vào năm 1989, bức tường này vẫn còn tồn tại. Nhưng tại Moscow đang có một bầu không khí mới và đoạn kết của cuộc chiến tranh lạnh đang tiến tới một kết thúc đầy kịch tính. Cuối thập niên 1980, lãnh tụ Xô Viết ông Mikhail Gorbachev đã thấy rõ là không còn có thể tiếp tục được cuộc chiến tranh lạnh. Việc sử dụng bạo lực đã hoàn toàn trở nên mất giá trị. Ta không thể nào có thể làm cho thế giới ổn định bằng sức mạnh quân sự được. Ông Gorbachev quyết định là phải giảm nhẹ sự kiểm soát của Liên Xô lên các nước chư hầu tại Đông Âu. Ông nói với họ là họ có quyền lựa chọn lấy tương lai cho chính mình. Nhưng những người Đông Âu thì muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một người không cộng sản được đưa lên nắm chính quyền. Liệu Liên Xô có thực sự để yên hay không? Người ta nhớ lại cuộc nổi dậy năm 1956 tại Hungary đã bị quân đội Liên Xô đàn áp đẫm máu như thế nào. Và vào năm 1989, những áp lực của quần chúng đã một lần nữa làm chính quyền Hungary phải cởi mở và hứa hẹn những thay đổi về chính trị. Tháng 3 năm đó Thủ tướng Hung, ông Miklos Nemet, bay sang Moscow gặp ông Gorbachev. Ông kể lại. I à, tôi nói, vào lúc này đó thì tôi chưa biết sẽ ra sao cả. Nhưng chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bầu cử đầu tiên. Nhưng biết rằng đó là các ông đồn trú trên đất nước chúng tôi khoảng 80.000 quân. Và hãy còn nhớ kinh nghiệm của năm 56 khi xe tăng của các ông đè bẹp của cách mạng. Thì liệu các ông có làm lại cái chuyện đó hay không? và ông Gorbachev không ngờ ngừ gì cả trả lời ngay tôi không đồng ý với việc đưa vào một cái hệ thống đa đảng tại Hungary nhưng đó không phải là trách nhiệm của tôi đó là trách nhiệm của các ông sẽ không có cái lệnh nào được đưa ra để đè bẹp nó và đó chính là cái thông điệp quan trọng nhất mà ông ta đã đưa ra. Imre Nagy và những đồng chí của ông trong cuộc cách mạng Hung năm 1956 được phục hồi danh dự kể cả những người còn sống và đã chết chính quyền cộng sản Hungary tuyên bố cuộc cách mạng 1956 là có chính nghĩa. Elisabeth Khorosova mới 18 tuổi khi bà chiến đấu trong cuộc cách mạng. Bà ở tù 12 năm và kể lại cảm giác khi được phục hồi. Sau cùng, người ta cảm thấy là đã có thể hít thở được một cách tự do. Người ta không còn phải gục đầu xuống nữa và tôi cảm thấy có thể thở lại được. Nagy và các đồng chí của ông được làm một lễ quốc táng. Gần một phần tư triệu người đến dự buổi lễ tang tại quảng trường các anh hùng tại trung tâm thủ đô Budapest. Dân chúng kính cẩn nghe đọc danh sách những người tỷ đạo. Nhưng trước đó một tháng, chiến tranh lạnh cũng đã mất đi một biểu tượng. Chính phủ Hungary gỡ bỏ hàng rào kẽm gai dựng dọc theo biên giới giữa Hung, Áo và phương Tây. Liên Xô không có phản ứng. Mặc dù việc đi lại hãy còn chưa hoàn toàn được tự do, nhưng bức màn sắt này đã bắt đầu hé mở. Hành động của Hungary làm chấn động các lãnh tụ cứng rắn của khối Warsaw, nhất là các ông Eric Honecker, lãnh tụ Đông Đức. Đông Đức là nước địa đầu của đế quốc Soviet đối mặt với phương Tây. Winter Shabovsky, một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Đông Đức, kể lại. Phản ứng đầu tiên của Honecker là gửi ngoại trưởng của ông sang Moscow để phản đối chống lại quyết định này. Câu trả lời của Moscow là chúng tôi không thể nào làm gì được về chuyện đó. Quả thật là không tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên mà Moscow nói vậy với chúng tôi. Tại Ba Lan, dân chúng cũng nổi lên chống đối chế độ Cộng sản. Bất lực trước một loạt các cuộc đình công và biểu tình có tính cách chính trị do phong trào chống đối, phong trào đoàn kết Solidarność tổ chức, chính quyền đã nhượng bộ. Lãnh tụ phong trào ông Lech Wałęsa kể lại: Tôi biết là chế độ cộng sản đã hết thời. Vấn đề độc nhất còn lại là làm cách nào hay nhất để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Năm 1981 dưới áp lực của Liên Xô, quân đội Ba Lan đã dẹp phong trào đoàn kết. Các lãnh tụ của phong trào vào ngồi tù. Nhưng nay vào đầu năm 1989 chính quyền mở một hội nghị bàn tròn để thương thuyết với phong trào trở lại. Đảng Cộng sản Ba Lan nay chấp nhận chia sẻ quyền lực và thảo luận việc làm sao tăng ra tiến trình dân chủ. Tháng 6 năm 1989, các cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên được tổ chức, và kết quả là một thất bại triệt để đối với những người Cộng sản. Phong trào đoàn kết chiếm 99 trong số 100 ghế tại Thượng viện. Và chỉ vài tuần lễ sau, vị thủ tướng đầu tiên không cộng sản lên nắm chính quyền tại Ba Lan. Ông Lech Valesa kể lại. Khi chúng tôi biết rằng Gorbachev đang nghĩ đến việc cải tổ, chúng tôi thấy rằng ông ta sẽ không chống lại sự cải tổ của chúng tôi, và điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Năm đó, tại hội nghị thượng đỉnh giữa các nước thuộc khối Warsaw, một chia rẽ lớn bùng nổ giữa các lãnh đạo các nước. Đặc biệt, ông Honecker và lãnh tụ Romania, ông Nicolae Ceausescu, đã tỏ ra rất e sợ và những chuyện đã xảy ra tại hung và Ba Lan. Ông Mikhail Gorbachev hỏi tờ. Honecker và đặc biệt là Chauvetsku nhất quyết chống lại các cải tổ của chúng tôi. Có một lần chúng tôi họp tại nhà nghỉ mát riêng của ông ta ở ngoài ô Bucharest. Ông ta và vợ ông cùng với tôi và Reza cãi lộn với nhau. Chúng tôi thật là hăng sai và to tiếng đến nỗi chúng tôi phải đuổi các nhân viên an ninh ra ngoài để cho họ khỏi nghe được. Các ông Honecker và Ceausescu họp nhau và âm mưu tìm một cách để buộc ông Gorbachev phải can thiệp vào Ba Lan và Hungary. Họ tuyên bố các nước này đã đi quá mức có thể chấp nhận được tại một nước xã hội chủ nghĩa. Ông Miklos Nemeth, thủ tướng Hung lúc đó, kể lại chuyện xảy ra trong phiên họp. When I heard the first from Churches, à, khi tôi nghe đề nghị đầu tiên mà Sosescu đưa ra đó, thì tôi nhìn sang phía bên kia bàn họp nơi phái đoàn Soviet đang ngồi thì thấy Gorbachev đưa mắt ra hiệu cho tôi là đừng có tranh cãi làm cái gì. À, nói cách khác là bằng mắt ông ta đã gửi cho tôi một cái thông điệp quan trọng là tôi không phải lo gì vì chuyện đó sẽ không xảy ra và quả thật là không có chuyện gì xảy ra. Những cải tổ mà ông Gorbachev đưa ra, Glasnost và Perestroika đã tạo ra những chú ý tại phương Tây. Ngoại trưởng Liên Xô Edvard Shevardnadze đã được Ngoại trưởng Mỹ James Baker tiếp đón nồng hậu tại trang trại riêng của ông này tại Wyoming. Ông Baker chấn an ông Shevardnadze rằng Washington sẽ không tìm cách lợi dụng những xáo trộn đòi thay đổi tại Đông Âu. Theo tôi, điều đạt được ở đây là một bầu không khí mới tin cẩn lẫn nhau, Tất cả mọi người bên phía Mỹ đều cảm thấy rằng điều quan trọng là chúng ta cần phải giúp các ông Gorbachev và Shevardnadze cùng với những người cải cách tại Liên Xô bằng mọi cách mà chúng ta có thể, để giúp đạt được một sự chuyển tiếp từ từ. Chiến tranh lạnh không bắt buộc phải kết thúc một cách nhẹ nhàng, nó có thể kết thúc bằng một tiếng nổ bùng lên. Nhưng tại đầu kia của thế giới cộng sản, Người ta đã thấy những gì có thể xảy ra nếu mọi chuyện không thông suốt. Tại Trung Quốc, một cuộc tranh đấu đòi nhân quyền và dân chủ đã kết thúc bằng một bi kịch. Tại quảng trường Thiên An Môn, xe tăng và bộ đội đã tấn công vào những người biểu tình, giết chết hàng trăm người và bắt đi những người khác. Liệu các cải tổ tại Đông Âu có sẽ kết thúc bằng một cuộc tàn sát như vậy không? Và tại Đông Đức, ông Erich Honecker rất không phục cách giải quyết của Trung Quốc. Ông từ chối không chấp nhận là có một chuyện gì không ổn tại Đông Đức. Nhưng trên thực tế, Đông Đức đang rơi vào tình trạng băng hoại. Toàn thể đất nước bị tràn ngập vì ô nhiễm, kinh tế trì trệ. Một đất nước nghẹt thở dưới bàn tay sắt của hệ thống công an Stasi. Gisela Kazenbach, một người dân tại Leipzig, ngồi tưởng. <laughs> Ừ. Hầu hết mọi người tại Cộng hòa Dân Chủ Đức rút lui vào trong cái vỏ của mình. Người ta đi làm nhưng làm sao để có thể giữ cho đời tư của mình khỏi bị ảnh hưởng. Ngoài giờ làm việc, người ta rút về nhà với các bạn bè của mình và thế giới riêng của mình. Người ta chỉ phê bình xã hội ở trong nhà và chỉ với những người mà người ta có thể tin được thôi. Nhưng không phải chỉ rút về trong nhà mà có thể thoát được khỏi tầm mắt của công an. Ulrike Poppe, một nhân vật đối lập tại Đông Đức, kể lại. Có một máy quay video đặt ở cao ốc đối diện nhìn thẳng vào cửa sổ nhà tôi. Mọi điều riêng tư mà chúng tôi nói với nhau, mọi tranh luận, tỉ như là hôm nay đến lượt ai phải rửa chén hay là những gì mà chúng tôi nói với con cái, tất cả đều được ghi lại. Và tất cả những ai bước vào nhà chúng tôi cũng đều bị thu hình. Mùa hè năm 1989, dân chúng Đông Đức đổ xô nhau đi nghỉ hè tại Hungary. Họ biết rằng biên giới giữa Hung và phương Tây đang mở ra họ đến chặt tòa đại sứ Tây Đức để yêu cầu giúp đỡ. Thủ tướng Tây Đức, ông Helmut Kohl tin tưởng vào cải tổ của ông Gorbachev và đề nghị sẽ trợ giúp cho hung về kinh tế nếu hung chịu mở cửa biên giới cho những người Đông Đức sang Tây Đức. Hungary chấp nhận và một làn sóng người bắt đầu vượt biên. Ông Eric Honecker gọi những người này là những kẻ vô đạo đức và truất quyền công dân của họ. Đông Đức đóng cửa biên giới với hung nhưng số người bỏ đi một ngày một đông. Không sang được không, họ sang kiệp khách và bao vây tòa đại sứ Tây Đức tại đây. Tuy nhiên, một số người khác thì lại quyết định ở lại Đông Đức để tranh đấu đưa Đông Đức đến một chế độ tự do và dân chủ. Và cao trào chống đối bắt đầu lan ra đến tận các thành phố tại Đông Đức. Đó là đám đông biểu tình tại thành phố Leipzig. Hô lớn khẩu hiệu, chúng tôi muốn đi và Stasi cút đi. Các giới chức Đông Đức, ngoại trừ ông Honecker, theo dõi các chuyện xảy ra một cách lo sợ. Winter Schabowski thuộc Bộ Chính trị Đông Đức lúc đó cho biết. Ken für... Quả thật chúng tôi lặng đi vì chúng tôi không thể làm gì được. Đất nước này và giới lãnh đạo của đất nước này chưa bao giờ gặp phải một tình trạng chống đối ra mặt như vậy. Trong ngày lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức, ông Mikhail Gorbachev đến Berlin để tham dự lễ kỷ niệm. Chính phủ Liên Xô biết rằng chế độ cộng sản tại Đông Đức đang tiến gần đến sụp đổ và điều này đã được xác nhận khi trong một buổi diễn hành đốt đuốc ban đêm của đoàn thanh niên cộng sản Đông Đức, các đoàn viên đột nhiên vứt bỏ những khẩu hiệu viết sẵn và bắt đầu hô lớn những khẩu hiệu của riêng họ. Ông Honecker cố ý làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng sự chống đối chế độ đã trở nên không thể nào bỏ qua được. Nhớ lại ngày đó, ông Gorbachev kể lại. Những người này là những thanh niên được lựa chọn đặc biệt đẹp đẽ và khỏe mạnh. Họ trông rất là vui sướng, nhưng họ lại bắt đầu hô lên những câu hiệu như là Gorby hãy giúp chúng tôi, Gorby hãy ở lại đây. Rakovsky, lãnh tụ của Ba Lan đến cạnh tôi và hỏi tôi có hiểu tiếng Đức hay là không. Tôi trả lời tôi có hiểu đôi chút. Thế là ông có nghe được là họ la cái gì hay là không? Tôi nói có chứ. Và ông ta nói thế là hết rồi. Và đúng vậy, đây chính là kết cục. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại Leipzig và Berlin. Mặc dù công an đã phá vỡ một cuộc biểu tình vào ngày 7 tháng 10 một cuộc biểu tình còn lớn hơn nữa, có khoảng 70.000 người tham dự, đều dự trù tổ chức tại Leipzig hai ngày sau đó. Ông Honecker ra lệnh đặt quân đội vào tình trạng báo động. Dưới lãnh đạo Xô e ngại rằng Honecker có thể theo gương Trung Quốc mang quân đội ra đàn áp những cuộc biểu tình. Và thật sự đã có một số dấu hiệu là ông Honecker muốn làm như vậy. Wolfgang Schad, một người lính Đông Đức lúc đó kể lại, Họ biết rằng họ không thể nào kiểm soát được tình thế bằng riêng lực lượng công an. Họ muốn dùng chúng tôi để tạo thêm áp lực. Và chúng tôi được phát đạn dược tăng gấp đôi bình thường. Thường mỗi người chúng tôi chỉ được phát 60 viên đạn. Nay chúng tôi được phát 120 viên. Được báo động, Đại sứ Liên Xô tại Đông Đức Vyacheslav Kokemazov gọi điện thoại cho gấp chỉ huy quân đội Liên Xô tại Đức rằng hãy giữ tất cả binh sĩ trong trại tôi kêu gọi ông hãy ra lệnh cho tất cả các binh sĩ trở về trại đó là điều thứ nhất thứ hai hãy ngưng tất cả các cuộc diễn tập thứ ba hãy ngưng tất cả các chuyến bay quân sự trong tất cả mọi trường hợp tuyệt đối không được can thiệp vào các diễn biến tại đây đồng thời chính quyền địa phương thành phố Leipzig cũng yêu cầu thương thuyết với các người biểu tình và bất chấp là chưa có lệnh trên họ đã ra lệnh cho công an rút lui cuộc biểu tình diễn ra một cách ôn hòa đối với dân đông Đức đây là một bước ngoặt Gisela Kazanbach kể lại. Người ta hầu như nhào vào vòng tay của nhau và nói, trời ơi, quả thật bây giờ mới thấy có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng người ta cũng biết nói chuyện với nhau, và nếu chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta sẽ không bắn giết lẫn nhau. Sau cùng, trong một phiên họp sôi nổi ngày 17 tháng 10, ông Eric Honecker bị cách chức và thay thế bởi một nhân vật khác, Egon Krenz. Lên cầm quyền, ông Krenz hứa hẹn cải tổ và mở rộng việc đi lại. Nhưng những nhượng bộ này chỉ làm cho những người biểu tình khao khát thêm về sự thay đổi. Ngày 4 tháng 11, một nửa triệu người tụ tập biểu tình tại Đông Bạc Lành. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach <laughs> all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, đó là tiếng của một nhà văn, ông Stefan Heim, tại cuộc biểu tình. Ông Heim còn nhớ niềm lạc quan lúc đó. Nếu bạn phải sống trong một cái hệ thống áp bức, bạn không dám đi thẳng người, lúc nào cũng phải khom lưng cúi đầu. Và nay thì đã có một cái cơ hội để bạn đứng thẳng lên, để ngẩng mặt với thế giới và để chứng tỏ cho thấy sức mạnh của quần chúng. Và mọi chuyện bắt đầu xảy ra một cách nhanh chóng. Ngày 9 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị Gunter Schabowski họp báo tại Bắc Lanh cho biết sẽ hủy bỏ các giới hạn cho việc đi lại. Chính phủ Đông Đức dự trù là các giới hạn này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào hôm sau. Như ông Schabowski lại hiểu lầm và nói các thay đổi này có giá trị ngay lập tức. Và lập tức một đám đông tụ tập tại bức tường họ tràn ngập các toán công an biên phòng canh gác công an vẫn được lệnh ngăn chặn không cho phép bất cứ ai vượt qua biên giới nhưng đám đông quá lớn và đột nhiên đám công an chịu thua họ mở cửa biên giới và hàng ngàn những người đông đức sung sướng quá mức tràn sang phương tây dân chúng Tây Bạc Lanh gieo hò đón mừng những đồng bào phía đông của họ, và họ bắt đầu xông đến phá hủy bức tường dựng trước khải hoàn môn Brandenburg lịch sử. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó, ông George Bush, thì đây quả là một giờ phút đáng ghi nhớ. Nó cũng là một giây phút cần phải cảnh giác. Đó quả thật là một cái giây phút đầy cảm xúc đối với tôi. Nhưng tôi phải thú thật là lúc đó tôi chỉ nghĩ đến làm sao đừng có phản ứng quá mức Điều ngu xuẩn nhất mà một vị tổng thống Hoa Kỳ có thể làm được lúc đó là đi đến Berlin và nhảy múa trên bức tường Berlin như để khiêu khích Gorbachev và quân đội Liên Xô. Ai mà đoán được là lúc đó họ sẽ phản ứng như thế nào? Còn ông Mikhail Gorbachev thì cũng biết rõ là một chuyện như vậy, sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra. Chấp nhận một sự không thể nào tránh khỏi, ông hoan nghênh sự sụp đổ của bức tường. Ngày hôm sau tôi nhận được một cú điện thoại, họ cho tôi biết những chuyện gì xảy ra. Tôi nói, các ông đã làm một quyết định đúng bởi vì làm sao các ông có thể bắn vào những người đông đức đồng bào muốn bước sang bên kia để gặp những người đức khác đồng bào của họ chứ thành ra chính sách này bắt buộc phải thay đổi từ hai phía của bức tường Bắc Lanh, hai thế giới vũ trang, đối đầu với nhau trong suốt 30 năm. Nay thì bức tường đã sụp đổ, thù nghịch đã trở thành lịch sử, nước Đức đã thống nhất. Nhưng cuộc cách mạng chống lại chủ nghĩa cộng sản vẫn còn chưa kết thúc. Và đó sẽ là đề tài của chương trình tới và cuối cùng trong loạt chương trình về chiến tranh lạnh của chúng tôi.